Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới nhất của Kiến thức quân sự. Kính thưa quý vị, chiến tranh 6 ngày là cuộc chiến mà Israel một mình cân cả liên minh các nước láng giềng Ả Rập, bao gồm Ai Cập, Jordan và Syria. Con số thương vong trong đợt đụng độ ở dải Gaza và bán đảo Sinai đã lên tới hàng chục nghìn người về cả hai phía. Còn ở trận quyết chiến một mất một còn trên cao nguyên Golan và bờ Tây sông Jordan thì sao? Liên minh Ả Rập đã phải chật vật với những đòn tấn công sấm sét, đầy táo bạo và chưa từng có tiền lệ của quân đội Israel như thế nào? Mời quý vị hãy cùng với Kiến thức quân sự tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chiến tranh đã đến gõ cửa khu bờ Tây sông Jordan. Jordan tham chiến miễn cưỡng. Người ta cho rằng Tổng thống Ai Cập Nasser tung hỏa mù trong những giờ đầu của cuộc chiến để thuyết phục vua Hussein là phe mình đang giành thắng lợi. Ông tuyên bố các máy bay Israel mà radar nhìn thấy quay về là các máy bay Ai Cập trên đường không kích Israel. Và vua Hussein của Jordan cuối cùng đã quyết định tham chiến. Thưa quý vị, trước chiến tranh, thì quân đội Jordan có 11 lữ đoàn, trang bị 300 xe tăng hiện đại của phương Tây. Có 9 lữ đoàn đóng ở bờ Tây, gồm 45.000 quân, 270 xe tăng, 200 trọng pháo, với cả các trung đoàn bọc thép tinh nhuệ số 40 và 2 tại thung lũng Jordan. Có thể quý vị chưa biết, lữ đoàn Ả Rập của quân đội Jordan là một lữ đoàn nhà nghề vô cùng thiện chiến, được trang bị và huấn luyện vô cùng tốt. Còn ở phía bên kia của chiến tuyến thì Israel có 40.000 quân và 200 xe tăng. Bộ chỉ huy trung tâm của Israel gồm 5 lữ đoàn. Hai lữ đoàn đầu tiên đóng thường trực gần Jerusalem, gọi là lữ đoàn Jerusalem và lữ đoàn cơ giới Harel. Lữ đoàn dù 55 của tướng Mordechai Ger được điều về từ mặt trận Sinai. Một lữ đoàn bọc thép từ bộ tổng chỉ huy đóng vai trò lực lượng dự bị hướng về Ramallah để đánh chiếm Lachun, và lữ đoàn bọc thép số 10 đóng ở phía bắc vùng bờ Tây. Còn bộ chỉ huy phía bắc của Israel có một sư đoàn chỉ huy bởi tướng Elad Pelet đóng ở thung lũng Jezreel. Phía Israel dự định phòng ngự thụ động ở mặt trận này để dồn sức cho mặt trận chính tại bán đảo Sinai. Tuy nhiên vào ngày 5 tháng 6 thì quân của Jordan đã bắt đầu pháo kích phía tây Jerusalem, Netanya và ngoại vi Tel Aviv. Nhưng ban đầu, quân Israel không có bất kỳ hoạt động nào đáp trả, thậm chí là cả khi không quân Hoàng gia Jordan tấn công các sân bay Israel. Phải sang đến ngày 6 tháng 6, quân Israel mới vội vã gom nhặt các toán quân còn lại tung vào trận chiến bờ Tây để ngăn chặn quân Jordan. Vào chiều cùng ngày, không quân Israel công kích và tiêu diệt không quân Hoàng gia Jordan. E ngại các khu vực linh thiêng có thể bị hư hại, Độc Long tướng quân Moshe Dayan hạ lệnh cho binh sĩ của mình không tiến vào thành phố. Ngày 7 tháng 6, giao tranh khốc liệt tiếp diễn. Lữ đoàn bộ binh tấn công pháo đài Lachun và hạ được nó lúc rạng sáng. Tiến quân xuyên qua Beit Horon. Tới tối thì đã đánh tới Ramallah. Không quân Israel phát hiện và tiêu diệt lữ đoàn 60 Jordan khi họ đang trên đường tiếp viện cho Jerusalem. Một lữ đoàn cũng thuộc sư đoàn này đánh chiếm miền Tây của khu bờ Tây. Một lữ đoàn khác thì đánh Jenin. Và lữ đoàn thứ 3 thì được trang bị bằng xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp, giao chiến với xe tăng hạng nặng M48 Patton của quân Jordan về phía đông. Tướng Dayan hạ lệnh cho binh sĩ của mình không được tiến vào Jerusalem. Tuy nhiên, sau khi nghe thông báo Liên Hợp Quốc chuẩn bị tuyên bố ngừng bắn, thì ông đã thay đổi ý định và không cần chờ quốc hội cho phép, ông hạ lệnh đánh chiếm thành phố. Quân dù của lữ đoàn Ger tiến vào thành cổ Jerusalem qua cổng sư tử, đánh chiếm bức tường than khóc và núi đền. Được tăng viện, họ tiếp tục tiến về hướng nam, đánh chiếm Judea, Gush Etzion và Hebron. Lữ đoàn Harel hành tiến về phía đông, đổ xuống sông River. Ở bờ Tây, một lữ đoàn của tướng Pelet hạ được Nablus, rồi họ hợp với một lữ đoàn bọc thép thuộc Bộ Chỉ huy Trung ương đánh với quân Jordan trang bị mạnh hơn và đông ngang với quân Israel. Thưa quý vị, một lần nữa, ưu thế không lực của Israel đóng vai trò quyết định trong việc làm đối phương tê liệt, ngậm đắng nuốt cay nhận thất bại. Còn chiến sự trên cao nguyên Golan nóng bỏng thì đang bị lũng đoạn bởi những tin tức sai lệch rằng quân Ai Cập chiến thắng, đánh tan nát quân Israel và dự đoán là pháo binh Ai Cập chẳng mấy chốc sẽ nã vào Tel Aviv. Chính điều này đã kích thích Syria tham gia vào cuộc chiến.
Tuy vậy, lãnh đạo của Syria hành động cũng rất cẩn trọng khi bắt đầu bằng cách pháo kích miền Bắc Israel. Nhưng khi không lực Israel hoàn tất đánh phá Ai Cập và chuyển hướng tấn công không quân Syria, thì Syria mới hiểu rằng thông tin mà họ nhận được từ phía Ai Cập không phải là tin thật. Vào tối ngày 5 tháng 6, các cuộc không kích của Israel đã phá hủy 2/3 không quân Syria và buộc số còn lại phải di tản về các sân bay ở xa. Một lực lượng nhỏ quân Syria định chiếm nhà máy nước Tel Dan, nhưng vài xe tăng của quân đội này đã bị chìm trên sông Jordan. Từ nay, bộ chỉ huy Syria phải từ bỏ hy vọng tấn công trên bộ, thay vào đó là bắn phá dữ dội các thị trấn trong thung lũng Hula của Israel. Quân Syria có 75.000 người, chia làm 9 lữ đoàn, hỗ trợ bởi xe tăng và pháo binh. Lực lượng xung kích của Israel bao gồm 2 lữ đoàn ở phía bắc mặt trận, 2 lữ đoàn ở trung tâm. Địa hình đặc biệt của cao nguyên Golan là sườn dốc, cứ vài km thì lại bị chia cắt bởi các dòng suối song song nhau từ đông sang tây. Không có đường xá, buộc hai bên phải bố trí lực lượng và di chuyển theo trục đông tây, giới hạn khả năng hỗ trợ tác chiến giữa các đơn vị với nhau. Quân Syria như vậy có thể di chuyển theo hướng bắc nam trên đỉnh cao nguyên, còn quân Israel có thể di chuyển theo hướng bắc nam ở chân cao nguyên. Thưa quý vị, lực lượng quân đội Israel vốn đã tấn công pháo binh Syria trong 4 ngày trước khi cuộc tấn công nổ ra, được lệnh tấn công tổng lực vào tất cả các vị trí của Syria. Trong khi các vị trí pháo binh được che chắn cẩn thận hầu như không bị thiệt hại, thì lực lượng bộ binh tại bình nguyên của Syria lại dần dần rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Tối ngày 9 tháng 6, 4 lữ đoàn của Israel chọc thủng hàng phòng ngự tiến vào bình nguyên, nơi họ có thể được các đơn vị khác tiếp viện và thay thế. Ngày hôm sau, cụm trung tâm và phía bắc hợp binh trong một cuộc điều binh tạo thành gọng kỳ bao vây, nhưng họ chủ yếu chỉ chiếm được những vùng đất trống rỗng vì quân Syria đã chạy mất. Các đơn vị của Israel dừng lại sau khi đã chiếm được vùng đất dụng võ nằm giữa vị trí của họ và dãy núi lửa ở phía tây. Tạp chí Time cho biết, để gây sức ép buộc Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh ngừng bắn, thì đài phát thanh Damascus tự làm hại quân mình bằng cách loan báo thành phố Quneitra thất thủ 3 tiếng trước khi sự việc thực sự xảy ra. Thông báo hấp tấp này làm tiêu tan tinh thần binh lính Syria vẫn còn chiến đấu trên mặt trận Golan. Thực tế là phía Israel không hề chuẩn bị để đánh chiếm lãnh thổ từ tay Jordan. Sau khi thành cổ Jerusalem bị chiếm, thì tướng Moshe Dayan đã hạ lệnh cho binh sĩ đào công sự chuẩn bị phòng ngự thành phố. Nhưng chỉ sau khi tin tức tình báo cho thấy vua Hussein rút quân qua sông thì ông mới quyết định đánh chiếm vùng bờ Tây. Vì ngày đầu phải đem quân diệt Ai Cập, quốc gia đứng đầu liên minh tay ba, nên ở mặt trận Jordan phía đông, theo Avit không mở đợt tấn công ồ ạt ngay được. Cuộc chiến đấu giành giật thành cổ diễn ra ác liệt trên từng khúc đường, từng căn nhà. Rốt cuộc thì vào ngày 7 tháng 6, quân Israel đã chiếm được đông Jerusalem. Trong lúc đó, một cánh quân Do Thái khác đã chiếm Nablus, Dezeni và tiến vào bờ tây sông Jordan. Chiều ngày 7 tháng 6, vua Hussein đánh cúi đầu chịu thua. Có trên 6.000 người của phía Jordan bị chết hoặc mất tích, 760 chiến binh bị thương, 460 người bị bắt làm tù binh. Khoảng 1/3 trong tổng số 300 chiến xa bị phá hủy và máy bay thì hư hỏng toàn bộ. Quân Do Thái tổn thất 350 người cùng với hàng trăm binh sĩ khác bị thương. Trong ba nước Ả Rập thì Syria chiến đấu hăng hơn cả. Damascus dồn lên biên giới lực lượng khá mạnh với 75.000 quân được trang bị đầy đủ cùng 400 xe tăng. Syria thì lại có lợi thế cao nguyên Golan hiểm trở với nhiều thành lũy kiên cố do Đức và Nga xây cất. Israel bị tổn thất khá nặng trên chiến trường này, dù ngay từ đầu họ làm chủ không phận. Theo Avit, dùng chiến thuật tiêu hao và tấn công bất ngờ, họ dùng máy bay dội bom dồn dập vào phòng tuyến đối phương, nã Đại Bác suốt 5 giờ liền, rồi từ thung lũng sông Jordan đánh thốc lên cao. Khi cửa đã mở, xe tăng lập tức xung trận. Tổng kết cuộc giao tranh thì Syria có 200 người chết, 5.000 người bị thương, 80 xe tăng bị phá hủy, 40 xe bị cướp. Còn Israel thiệt hại 115 quân, 306 người bị thương. 18 giờ ngày 10 tháng 6, hai bên ngưng chiến theo lệnh của Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Syria đau lòng tuyên bố Syria thua vì không được không quân yểm hộ, vì không lực Ai Cập đã tàn rã ngay từ những phút đầu tiên. Vậy là khối Ả Rập lại thêm một lần bại trận trước Israel. Thưa quý vị, theo Avit đã tranh thủ cuộc chiến 1967 để chiếm thêm nhiều đất của phe Ai Cập. Cao nguyên Golan, khu bờ Tây, giải Gaza màu mỡ về tay Israel. Sau khi đình chiến, các nước Ả Rập đứng trước tình thế hết sức khó khăn, nội bộ bất ổn, còn kinh tế thì yếu ớt
nước nào cũng thiếu tiền. Canh đào Suez buộc phải đóng cửa khiến Ai Cập thiệt hại mỗi tuần 1,5 triệu đô la. Jordan mất đi thành cổ Jerusalem, nguồn lợi du lịch đem lại gần 40 triệu đô la mỗi năm. Cả khu bờ Tây Chu Phú cung cấp 80% sản lượng dầu ô liu, 65% rau trái cho nước này cũng bị quân Do Thái chiếm mất. Các quốc gia khác như Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait cũng mất nguồn tiền bán dầu vì tức giận cắt quan hệ với phương Tây. Khối Ả Rập bị chia rẽ mạnh mẽ. Hội nghị Khartoum tổ chức vào tháng 8 năm 1967 do Ai Cập chủ xướng đã thất bại trong việc tìm ra một giải pháp chung buộc Israel rút quân. Về phần mình thì quốc gia Do Thái chiếm được nhiều đất, tạm thời loại bỏ được mối nguy từ các nước Ả Rập. Tuy nhiên điều này làm sâu sắc thêm sự thù hằn dân tộc ở Trung Đông. Sau chiến tranh, rất nhiều người Israel đem gia đình tới lập khu định cư ở bờ Tây và dải Gaza. Cho tới nay thì có đến 2% dân số Do Thái, khoảng 400.000 người, đang ngụ tại khu vực này. Giải quyết bài toán đảm bảo cuộc sống cho những người định cư và kiến tạo hòa bình với Ả Rập, từ đó luôn làm theo Arvid phải vò đầu bứt tai. Thực tế thì nội bộ Israel luôn chia rẽ trên vấn đề đó. Những người cánh hữu cảm thấy vùng đất mới là chiến lợi phẩm hợp lý trong cuộc chiến chính nghĩa, trong khi cánh tả lại cho rằng nên đổi nó để lấy hòa bình. Một lần nữa, chiến thắng quân sự lại khiến người ta lo ngại hơn cho số phận của đất nước Do Thái. Sự xấu hổ và phẫn nộ của thế giới Ả Rập từ thất bại Ê-chê trên đã đẻ ra phong trào Hồi giáo quá khích ở Trung Đông. Chiến tranh cũng dẫn tới một cuộc tái thiết hoạt động du kích và sự xuất hiện của lực lượng kháng chiến Palestine thực sự khi thêm nhiều người đã trở thành dân tị nạn. Sau năm 1967, uy tín của Liên Xô suy giảm ở Trung Đông do nước này không can thiệp để cứu Ai Cập. Còn Mỹ và phương Tây thì giành thắng lợi lớn về tinh thần. Một loạt nước Ả Rập, tiêu biểu là Jordan, đã quyết định ngả hẳn sang phe Washington. Vừa rồi là toàn bộ video về cuộc chiến 6 ngày giữa một bên là Israel và một bên là các quốc gia Ả Rập. Các bạn có nhận định gì về cuộc chiến tại chảo lửa Trung Đông này? Hãy để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Kiến thức Quân sự. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. We'll be right back.